Nhật ký tâm trạng ngày 18 tháng 9. Chủ đề hôm nay là buông bỏ, cách để nhanh chóng lấy lại năng lượng sống. Chủ đề buông bỏ, cái này thì có thể phù hợp hoặc là không phù hợp với một số người, nhưng đây là quan điểm cá nhân và mình cảm thấy nó khá là có ích cho bản thân mình. Thế thì buông bỏ như thế nào? Buông bỏ, mình sẽ buông bỏ mọi người, mọi thứ, mọi sự vật, hiện tượng. Tạm thời trở vào một trạng thái vô hình, ẩn mình và rộng thoáng giữa không gian. Giống như kiểu là mình vô hình đối với người khác, người khác vô hình đối với mình. Chúng ta chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhau, nhẹ tựa lông hồng như thế thôi, một cách nhẹ nhàng và lịch sự. Triết lý này mình áp dụng kiểu con hổ lui về ẩn mình mỗi khi quá mệt mỏi, áp lực, cảm thấy ngột ngạt đến mức rối loạn và không biết phải làm gì, không tìm được trạng thái tinh thần tốt nhất, thì mình sẽ rất cần không gian riêng tư để cân bằng lại mọi thứ. Những lúc gặp chuyện mình vẫn chưa có đủ sức mạnh, chưa đủ nội lực, gặp chuyện lớn một chút là hoảng hốt, tinh thần và khí lực sẽ bị đảo loạn, có khi còn làm ầm lên, sân si cho bằng được. Nói chung là có máu ăn thua rất lớn. Cái này nó đến từ sự tranh đấu, tranh đua với bên ngoài. Cho nên những lúc như vậy thì mình cần phải tách ra, vô hình, ở một mình. Không nhất thiết là ở một mình nhé, nhưng mà xung quanh mọi người, mình sẽ cảm thấy họ vô hình, mình cũng vô hình đối với họ. Tức là những hành động của họ không tác động đến mình và ngược lại. Đấy, thì khi vô hình một mình, cho tĩnh tâm lại, thì mình sẽ có thời gian để cân bằng lại trạng thái. Cái máu sân si ăn thua này nó cũng không hẳn là có hại, bởi vì dùng nó ở trong thể thao nhé. Ví dụ như trong môn bóng đá yêu thích của mình, hoặc là khát khao bơi lội này, chạy bền này, thì những lúc ấy mình sẽ rất cần quyết tâm và ăn thua để chiến thắng chính mình, vẫn là rất tốt. Nhưng mà ở cuộc sống bên ngoài ấy, thì nó cũng cần một sự điềm tĩnh và vững chắc nữa. Cho nên cách đơn giản nhất, khi bạn thể xấu xa, bạn thể có thể gọi là xấu xa nhé, máy bay, bạn thể xấu xa xuất hiện, thì mình cứ phải theo nguyên tắc một, đó là nguyên tắc vô hình. Phớt lờ, tạm thời lơ đi mọi thứ, làm cho tâm trí của mình bị mờ nhạt đi. Và khi mà đạt được trạng thái vô hình, rộng thoáng như vậy rồi, thì mình sẽ bước đi rất khệnh khạng, đàng hoàng và thoải mái. Vì xung quanh có ai đâu, mình cứ vậy mình khệnh khạng, mình tận hưởng thôi. Đấy, thì những lúc như vậy, năng lượng nó lập tức trở lại căng phồng một cách nhanh chóng, đơn giản đến mức không tưởng. Ấy, chỉ có thế thôi. Buông bỏ và vô hình, chứ cũng không cần nhiều, cứ sơ sơ ổn ổn như vậy là thoải mái rồi. Nhiều lúc chúng ta gặp áp lực tại vì chúng ta cứ gò ép bản thân phải giữ hình ảnh tốt đẹp, đỉnh cao quá. Để làm gì? Phức tạp lắm. Mà cũng chẳng ai thực sự quan tâm bạn thể hiện bản thân như thế nào đâu. Tại vì ví dụ như những việc trọng đại của bản thân mình, như là
cưới hỏi ma chay hay là dỗ chạp thì sinh con đẻ cái vân 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 vân. Thì đối với bản thân mình thì nó là chuyện trọng đại to tát lắm đấy, nhưng mà đối với những người xung quanh bạn bè thì nó cũng chỉ như là một chuyện bình thường thôi, một chuyện gọi là chia sẻ một chút với nhau vậy thôi, chứ nó không quá quan trọng. Cho nên quan trọng vẫn là phát triển bản thân mình, tìm tìm cảm giác tiến bộ và hạnh phúc nó đến từ bên trong, còn bên ngoài thì cứ sơ sơ rơm rơm và tự hào là chính mình, việc mình làm không dễ bị xung quanh, bị mọi thứ bên ngoài tác động vào, sự vững chắc từ bên trong, việc mình làm những cái không liên quan lắm thì mình bỏ qua đi cho nó nhẹ người, không làm ảnh hưởng đến người khác là tốt lắm rồi đấy. Đế vương nhân từ, điện hạ mãi đỉnh.